tại sao ta đã đuổi tất cả mọi người đi hết? Tên ăn mày kia tại sao nhà ngươi còn đứng tại đây? Dạ bẩm quan, xin quan làm ơn cho tôi ở lại đây để được nhìn đám cưới. Không được. Dạ tội nghiệp tôi mà. Không được. À, nhà ngươi muốn chọn cho một con đường chết phải không? Dạ thưa quan làm ơn cho tôi xem đám cưới rồi. Không được, tao dạ. Sánh chẳng nhà ngươi, ngươi không còn tha treo với ta được nữa. Tao sánh cho ngươi. Chuyện gì? Có chuyện gì đâu phó tướng? Thưa công tử, cái tên ăn mày này nó dám nhìn đám cưới của công tử. Em đánh, em đuổi, nó không chịu đi, nó còn trả theo với em. Nó xin em cho nó nhìn đám cưới một lần, dù chỉ là một lần sao cuối. Không được, ta sẽ đánh cho ngươi không còn nhìn thấy trên cõi đời này. Ta đánh cho ngươi. Đừng đánh nữa. Không phải em đang cần tiền đấy không? Đây, ông cầm lấy và ví đi. Hiền thê, ta vào lễ Phật. Yeah.
gian sẽ xóa mờ đi tất cả. Kẻ ra đi không còn gì để nhớ, người ở lại sẽ cố mà. Ông đang nghĩ gì? Sao bỗng nhiên rồi tôi ao ước cho mình được chứ? Tôi muốn giết người, phá tan đám cưới này. Dừng lại! Tên kia, dạ, dạ. Có phải nhà ngươi toan giết người cướp của không? Dạ, 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 không, không, không. Dạ, thưa ông. Hiền Thê, hắn có làm xúc phạm gì em không? Dạ, không. Anh sẽ trừng trị hắn. Dạ. Nhà ngươi hãy quỳ xuống trước mặt Hiền Thê ta mà xin lỗi. Nếu không nhà ngươi sẽ chết. Quỳ xuống! Không, quỳ! Thà rằng ông giết tôi đi, chứ đừng bắt tôi phải quỳ xuống đây cầu khẩn để giang sinh. Cầu mong người ta tha mạng sống cho mình. Thà rằng ông giết tôi đi, chứ đừng làm nhục tôi giữa nơi này. Ngày trước tôi cũng một thời giống anh, dù bây giờ tôi đã tà sát thân, nhưng tôi không thể nào quỳ lụy cầu khẩn một ai đâu. Quỳ xuống! Không! Đừng bắt tôi quỳ! Đừng bắt tôi quỳ! Cố nè! Nè cố muốn chết à! Trời ơi đừng! Đừng đánh người ta nữa! Đừng đánh nữa! Hiền Thê! Trời ơi! Người ta đang ngất xỉu rồi kìa! Hiền Thê! Em lo sợ cho hắn à! Nhìn hắn! Bỗng nhiên em nhớ tới một người! Âu Thiên Vũ! Vậy mà nàng đã hứa với ta là nàng sẽ cố lãng quên. Tại sao? Công tử, em cũng muốn quên đi mà sao lòng thêm thương nhớ. Người cũ nay nơi đâu còn thương, còn nhớ hay chăng? Dù xa người yêu cũ, nàng không quên mối duyên ban đầu. Còn ta lòng đau xót, nàng bên ta mà cách xa muôn trùng. Chiêu công tử ơi, em cũng muốn lãng quên để tìm vui bên người chồng mới cưới. Sao kỷ niệm ngày xưa dùng sống lại phút giây gắn liền nhau bằng hôn lễ mà
thương ông có nặng lắm không? Không sao, không nặng lắm. Cũng vừa đủ để cho tôi từ bỏ khỏi đời ô trược. Ông ơi, chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì để tạ lỗi với ông? Chiêu công tử, tôi có một ước nguyện sau cùng, không biết công tử có vui lòng giúp tôi không? Xin người cứ nói, tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì để chuộc lại lỗi lầm. Ngày xưa tôi cũng có một người yêu, nàng đẹp lắm và thương tôi nhiều, nhiều lắm. Nhưng định mệnh trai ngang trò đời dấu về đã làm cho tôi và nàng phải vĩnh viễn xa nhau. Ông ơi, chuyện của ông nghe nó buồn thảm quá, tôi biết phải làm gì để xóa dịu nỗi đau đang chiếm nặng tâm hồn cùng một kẻ nhiều khổ đắng. Tiểu thơ ơi, tôi muốn nhờ tiểu thơ đóng vai trò một người yêu, nói lên lời nói sao cùng để tâm biệt người cũng quá đủ cho một người bạn thôi. Xin tiểu thư cho tôi lòng sắc tôi rồi đến tiểu cư. Nhưng mà tôi chưa biết được tên ông. Tiểu thơ hãy gọi tên nào mà tiểu thơ yêu quá nhất. Thiên Vũ. Âu Thiên Vũ. Trong những ngày đi hành khất mỗi nơi, tôi có gặp một gã ăn mày tên Âu Thiên Vũ. Hắn đã dạy cho tôi bài ca tông biệt dùng để đưa tiễn một người yêu. Bài ca tông biệt. Tiểu thơ hãy nán lại đây để nghe tôi hát trọn bài ca tông biệt. Ta đưa tiếng ai bước lên xe qua về đâu? Ông đã làm cho tôi ngỡ ngàng chua xót.
anh cũng ngậm cười nơi chính xưa. Ông ơi, nếu người ấy chết đi thì chắc đã chết trong nghẹn ngào tức tuổi, vì không nghe được những lời tôi mới nói với ông. Khi một người con gái đã sang sông là bổn phận phải làm quên tình cũ, nhưng đối với con người bà tiểu thơ đã giúp tôi làm tròn ước nguyện. Giờ xin tiễn đưa nàng cất bước du quyên. Tôi đã giúp ông đóng tròn dài tròn mơ ước, và ông đã giúp tôi trong cạn lòng mình. Bây giờ một mình